Thưa quý vị và các bạn, hơn một thập kỷ trước, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng. Điểm đến đầu tiên trong chuyến công tác của cố Tổng Bí thư là hợp tác xã Xuân Hương tại phường 9 thành phố Đà Lạt. Cuộc gặp của bác với những thành viên hợp tác xã và nông dân tuy rất ngắn nhưng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người. Khu vườn này có thể đã đổi thay so với 10 năm trước. Những thành viên của hợp tác xã này cũng có thể đã thay đổi. Nhưng những ký ức đẹp về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ông Trần Đức Quang, nguyên giám đốc hợp tác xã Xuân Hương, phường 9, thành phố Đà Lạt, vẫn còn như vừa mới hôm qua. Ngày 6 tháng 12 năm 2012 được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm đơn vị. Thì tôi lại càng vinh dự hơn nữa là khi Tổng Bí thư là xuống sân bay là về tới đơn vị mình đi. Bác với tôi là đi song song, ôm tròn vai rồi là ôm hông này là đi song song xong. Hình ảnh đó thì nói chung cũng có mấy cái tư liệu đó rồi cũng thấy. Nhưng mà đặc biệt là tôi thấy là coi như là Tổng Bí thư rất là quan tâm đến đời sống của nông dân. Cũng trong chuyến thăm ấy, xã viên Lê Hữu Phan lần đầu tiên được gặp Tổng Bí thư, vừa vinh dự, vừa hồi hộp vì bác là một nhà lãnh đạo cấp cao. Nhưng một người nông dân như ông Phan khó có thể hình dung bác Nguyễn Phú Trọng giản dị, thân ái vô cùng. Điều mà ông đã từng nghe, nói, nhưng khi gặp bác, ông hoàn toàn bất ngờ. Mới đầu thì mình thấy rất là hồi hộp bởi vì là mình là nông dân bình thường thôi, nhưng mà được Tổng Bí thư của một cả nước đến mà thăm 10 nông dân, mình thấy là nó hồi hộp và lấy là nó cảm nhận là bác là một người quá là bình dân giản dị quá và rất là biết chăm lo, coi nông dân làm ăn thế nào, nên mình thấy rất là ấn tượng, rất gần. Là bác bắt tay, bác nắm tay mình, bác hỏi han sao con làm ăn có được không này kia nọ, mình cảm thấy rất là ấm cúng và rất là giản dị. Một người mà một cái làm việc mà rất là cao nhưng mà rất là quan tâm đến người nông dân. Những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã tác động đến tư duy, nhân sinh quan của những người gặp Tổng Bí thư sau này. Họ đã dõi theo sự lãnh đạo điều hành của Tổng Bí thư trong hơn một thập kỷ qua và càng tin tưởng, kính trọng một nhà lãnh đạo dành cả cuộc đời mình cho dân tộc, không một chút tư lợi cá nhân, không xa hoa mà gần gũi lạ thường. Bà xã tôi bà làm ở trong ruộng này, mà coi như là Tổng Bí thư cũng vô trong rẫy ruộng, là coi như không phải nói là sợ lắm chân lắm tay vậy, là coi như vô ngồi xuống rồi coi cây rau là thế này thế kia, rất là bình dân. Tôi thấy cái vấn đề đó là tôi nói một vị lãnh tụ của một đất nước mà như vậy là bám sát đến hỏi han tình hình của là bà con nông dân như vậy. Nói thực tế là coi như là tôi đại diện cho đơn vị cũng rất là vui. Bác đi về thăm đây mà không có xe đưa đón, mà không có bọc còi hú vậy đó, bác đi tới mà rất là tự nhiên vậy đó. Do đó là bác không cần cái đòi hỏi những cái mà nó quá cao siêu. Có những lúc mà tôi coi xem tivi mà nghe bác đọc những cái bài thơ của bác Hồ, mình cũng thấy nghe ngào đấy, thấy bác rất là chí tình chí nghĩa. Đối với một người dân của Việt Nam thì tôi rất là tiếc và là rất thương bác. Lớp trẻ rồi những cái lớp người sau thì phải noi gương bác để mà làm cho đất nước ta càng ngày càng phát triển và càng đi lên. Sinh, lão, bệnh, tử vốn là quy luật của đời người. Nhưng những di sản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại cho toàn quân, toàn dân, cho Tổ quốc là những giá trị vô giá về bài học làm người và tình yêu với Tổ quốc, với đồng bào. Tinh thần cống hiến không mệt mỏi cho nhân dân, cho Tổ quốc của một người cộng sản chân chính.